Vâng, xin chào các bác ạ. Em có một chiếc xe kéo ạ. Chiếc này chiếc xe kéo sân bay ạ. Kéo hàng ở sân bay ấy. Chiếc này nhập về theo cùng với xe nâng, đăng kiểm rồi hải quan các thứ khai đầy đủ luôn, như là một chiếc xe nâng. Đó, còn một con xe kéo ạ. Chiếc này của Toyota số tự động. Đây ạ, thông số đấy. TD2022 TD20 2 TD25. Tải trọng kéo là 2 tấn và tự trọng là 3 tấn 260 cân. Xe của Toyota. Chiếc này chạy động cơ 1DZ y như trên xe nâng luôn. Một DZ ạ. Dùng động cơ một DZ giống chiếc xe nâng. Xe về thì em đã cho sơn lại, lắp thêm rất nhiều đồ chơi. Đèn đóm, rồi còi. Cây. Em đã lắp thêm rất nhiều đồ chơi. Xe em sơn lại màu bộ độ rất đẹp rồi. Đầy đủ hết đồ rồi. Về các bác chỉ cần dùng thôi. Bác nào thích thì em nhượng lại luôn. Đầy đủ các đồ chơi, xe có kiểm đỏ, hải quan đầy đủ như một chiếc xe nâng nhập chính ngạch luôn. Máy móc rất đẹp, đẹp, đẹp. Xe rất thích. Chiếc này em bán 95 triệu. Các bạn nhu cầu thì hoặc là thích chơi thì alo cho em hoặc là inbox em tư vấn với em gì ạ. Các bác nhu cầu xe nâng thì cứ qua bên em, bên bãi vẫn còn khoảng gần 100 xe các bạn nữa. Chiếc này thì em về cùng theo xe nâng, bạn nào thích thì em bán luôn lại. Xe ok, đẹp, đăng kiểm đỏ, hải quan đều được. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video ạ. Chúc các bác một năm mới thành công và may mắn. Cảm ơn các bác rất nhiều.